Kính chào tất cả các vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Chúng ta là ngày bữa thứ năm rồi ha, là ngày 17 tây tháng 3 của chú và anh chị em. Và chúng ta tiếp tục với cái chủ đề là thời sự liên quan đến chiến sự Ukraine. Đặc biệt là cái tựa nguyên mới vừa đặt là Tòa án quốc tế ban lệnh Putin phải ngừng chiến tranh. Ngày hôm nay chúng ta nhận rất là nhiều những bản tin cực kỳ là hot, cực kỳ là nóng. Từ hồi chiều đến giờ, rất là nhiều bản tin, vui buồn lẫn lộn đều có. Mọi sự việc đều có, mong là các quý vị cùng Nguyên đi hết cái diễn đàn này để các quý vị không mất một cái bản tin nào hấp dẫn cả. Và có những sự kiện nó đã xảy ra tại đất nước Ukraine và sự ngoại giao đặc biệt đột ngột nó đã xảy ra. Cái cuộc chiến tranh này càng ngày nó càng có thể nói là nguy hiểm và có sự hậu thuẫn càng ngày càng nhiều. Ukraine được sự hậu thuẫn của nhiều quốc gia. Đầu tiên thì cho Nguyên chia sẻ cái bài diễn văn của Tổng thống Zelensky ở tại Quốc hội Hoa Kỳ. Vì lúc mà Nguyên livestream vào lúc 4 giờ chiều ở tại giờ châu Âu thì lúc đó Tổng thống Zelensky ổng cũng đang nói chuyện. Nên là Nguyên không có thể phiên dịch. Nhưng ổng nói quá nhiều. Ổng nói tới gần 17 phút lần. Tổng cộng hết cái buổi nói chuyện 17 phút Nguyên không thể nào nhớ hết. Nguyên sẽ nhớ đến đâu, Nguyên sẽ phiên dịch lại cho các quý vị đến đó. Nguyên gắng cố gắng làm sao dịch lại nguyên vẹn văn chương của Tổng thống Zelensky. Và cái buổi phát biểu xong, tất cả khán phòng đại biểu quốc hội của Hoa Kỳ phải đứng lên vỗ tay. Và sau cái lời phát biểu này thì Joe Biden đã làm cái gì? Cô chú và anh chị em, chương trình bắt đầu thì cái bà chủ tịch Hạ viện Nancy là người điều khiển chương trình. Bà ta giới thiệu đây là Tổng thống Zelensky của Ukraine, đây là đại biểu quốc hội của Hoa Kỳ. Bà ta còn nhấn mạnh một câu, bà ta nói rằng là nhiều người trong đại biểu quốc hội Hoa Kỳ rất là ngưỡng mộ ông. Rất là ngưỡng mộ ông. Tổng thống Zelensky ông ta nói như thế này: cho tôi gửi lời chào đến tất cả các quý vị đại biểu quốc hội từ đất nước Ukraine, thủ đô Kiev. Một thành phố đang bị sự đe dọa, đánh bom từng ngày. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ buông tay chịu chói. Chưa bao giờ một cái giây phút nào trong tâm trí chúng tôi có suy nghĩ đầu hàng. Cũng giống như biết bao nhiêu thành phố đẹp đẽ khác của đất nước Ukraine đang bị tàn phá bởi bom đạn, có thể bị tàn phá nhiều hơn cả đệ nhị thế chiến. Tôi rất là hân hạnh được đại diện cho người dân Ukraine, một dân tộc yêu tự do, một dân tộc đã chấm quân xâm lược hơn cả 8 năm, đã tạo ra cho nhiều đứa con, trai và gái, anh hùng và dũng cảm. Đến ngày hôm nay, họ vẫn tiếp tục kháng cự với dân xâm lược. Hiện bây giờ, đất nước chúng tôi đang ở trong một cái giai đoạn lựa chọn. Một là tự do, hai là nô lệ. Quân đội Nga không có chỉ xâm lược vào đất nước chúng tôi, không chỉ xâm lược vào thành phố chúng tôi, và họ còn đang hủy diệt lý trí, tâm hồn và lý lẽ sống của chúng tôi. Họ đang ngăn chặn đất nước chúng tôi được lựa chọn cái tương lai của đất nước. Họ đang ngăn chặn cái nhu cầu hạnh phúc của người dân Ukraine. Đó là giấc mơ của người dân Ukraine. Giấc mơ của người dân Ukraine cũng giống như giấc mơ của các quý vị đang ngồi ở đây. Cũng giống như giấc mơ của người Hoa Kỳ. Làm tôi nhớ lại những thời những người cha lập quốc Hoa Kỳ. Họ đã hy sinh để bảo đảm cái nền tự do, dân chủ cho tất cả chúng ta của ngày hôm nay. Để cho những người dân bình thường, những người lao động, cần cù, tuân theo luật pháp, được sự bảo vệ. Đó là giấc mơ của người dân Ukraine chúng tôi. Một giấc mơ vô cùng đơn giản và ai cũng mơ như thế. Chắc
Trong cái lịch sử của các quý vị còn nhớ một lịch sử rất là lâu đời. Ngày 12 tháng 12 năm 1942, buổi sáng hừng sáng máy bay bay ngập trời đến căn cứ quân sự của các quý vị đỡ không kịp. Ngày 19 tây tháng 1, các quý vị đã thấy sự tàn phá hai tòa nhà. Nhưng các quý vị có biết không, đất nước chúng tôi phải chịu đựng những cái sự đột ngột này mỗi ngày và mỗi giờ. Bom đạn nó đã gớt trên đầu chúng tôi, trên dân chúng tôi, trên nhà cửa chúng tôi mỗi ngày và mỗi giờ. Chúng tôi nhu cầu, yêu cầu, nhiều khi người ta kêu Nguyên đọc sai là nhu cầu hay yêu cầu, Nguyên cứ lộn hoài à, các quý vị thông cảm nha. Chúng tôi yêu cầu là bảo vệ bầu trời. Cái sự yêu cầu này có quá đáng không? Không. Vì chúng tôi đang cần thiết vì bảo vệ người dân. Các quý vị đã thấy rõ. Nếu đây nó quá hút tầm tay thì các quý vị cũng biết là chúng tôi đang cần cái gì. Chúng tôi đang cần vũ khí, hỏa tiễn, phòng thủ. Chúng tôi cần những sự việc đó để có thể bảo vệ. Tôi yêu cầu là phải trừng phạt mạnh hơn tất cả ai ủng hộ cuộc chiến tranh này. Tất cả mọi người nào ủng hộ cuộc chiến tranh này phải bị trừng phạt và chế tài với pháp lực. Hãy tẩy chay tất cả hàng hóa của Nga, công ty và tập đoàn của Nga. Hãy cùng nhau đồng lòng khuyến khích người láng giềng của mình tẩy chay để cho đất nước Nga không còn có tiền để mà cung cấp trong quân sự. Đây là nội dung chung chung, Nguyên không có dịch đúng 100%, có khoảng 95% nếu trí nhớ của Nguyên không sai. Các quý vị biết là Nguyên làm theo trí nhớ. Nên là nội dung là Nguyên dịch có khoảng 95%, Nguyên đoán theo cái khả năng của mình, trình độ của mình là 95%. Cô chú và anh chị em, tất nhiên là nó có thêm bớt một hai chữ tiếng Việt cho mình, cho văn chương nó lưu loát, cho nó chạy, vì nhớ không hết. Sau đó ổng chiếu một đoạn video, ổng chiếu một đoạn video giữa trước và sau, giữa trước và sau đất nước Ukraine như thế nào, trước chiến tranh và sau chiến tranh như thế nào, trong cái giai đoạn chiến tranh nó ra sao. Và ông ta có những lời nhắn nhủ cho Joe Biden thì bỏ đi. Nhắn nhủ cho Joe Biden những cái lời kêu gọi Joe Biden, ông cũng là tổng thống, ông hiểu tâm trạng của tôi, vân vân. Thật cái đó là Nguyên không cần phải dịch. À, cái đó là ông dành cho Joe Biden. Nguyên không cần phải dịch cho nó mệt. Thì đây là cái tâm thơ cũng là cái lời phát biểu của tổng thống Zelensky trước Quốc hội của Hoa Kỳ. Một cái đánh giá của Nguyên là một cái bài nói chuyện rất là ok, đã nói lên đạt hết tất cả những cái bức tranh và cái tình hình và những cái gì ông ta cần thiết. Thì sau cái lời phát biểu đó, vài tiếng sau, Joe Biden đã họp báo chí và Joe Biden đã làm cái gì? Cái điều đó là cái điều mà chúng ta cần thiết hiểu. Cái điều đó là chúng ta mới cần thiết hiểu, cô chú và anh chị em, bởi vì nói là một chuyện, mà nói có đạt được cái gì hay không, có đem được cái lợi ích gì cho người dân Ukraine hay không là cái điều cần thiết. Thì Joe Biden lại mạnh miệng hơn, không giống như là bị có ai nhập vào mình vậy đó. Có ai nhập vào mình vậy đó. Và bắt đầu Joe Biden trước mặt báo chí có thể dùng những từ rất là thậm tệ cho Putin. Thí dụ là bác ba, là tàn bạo, độc tài tàn bạo. Hành động của Putin là tội ác chiến tranh. Putin phải trả giá những cái hành vi sai phạm của mình. Và chúng tôi sẽ viện trợ cho Ukraine để Ukraine có đủ khả năng đối kháng. Đó là những cái lời mà Joe Biden đã phát biểu trước báo chí. Sau đó vào lúc gần 10 giờ thì chúng ta nhận ở trên một cái nguồn tin ở trên Twitter thì là họ đã công khai cái danh sách chính thức vũ khí của Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine. Để cho Nguyên lấy cái danh sách ra, Nguyên à, Nguyên bỏ đâu, đừng nói nó mất tiêu rồi nha. Nguyên nhớ mày mãi thôi, Nguyên dù có mất Nguyên cũng nhớ. Nhưng mà có thì chính xác hơn của chú anh xem. Chắc chắn chính xác đây. Đây theo nhà báo Jacques, ở trên Twitter đăng vào lúc 9 giờ mấy. Anh ta đặng rằng là cái số tiền ngoài cái số tiền 800 triệu đô la mà Hoa Kỳ đã cam kết và Putin và Joe Biden mới vừa ký, trong đó nó có gồm luôn những vũ khí sau đây: 800 hỏa tiễn chống máy bay, loại chống tiếng Ân hàng đầu của Hoa Kỳ, 9.000
Quả tiễn giác dài có thể chống được xe tăng và cả luân trực thăng. 7.000 súng ngắn, súng dài. 20 triệu viên đạn và luôn máy bay không người lái. Đây là những cái vũ khí tiến tân hàng đầu của Hoa Kỳ sẽ gửi đến Ukraine trong thời gian ngắn nhất sau cái lời phát biểu của Tổng thống Zelensky. Ngoài ra còn Tổng thống Joe Biden còn nhấn mạnh một điều là ông ta sẽ gửi những loại quả tiễn phòng thủ tầm xa có thể giúp đỡ Ukraine vượt qua cái sự tấn công quả tiễn của Nga. Đó là những cái lời cam kết. Hiện bây giờ cụ thể thì từ từ chúng ta sẽ kiểm chứng sau. Các quý vị đều biết là chính trị gia nói thì giỏi lắm, còn thực tế có hay không thì mình không có biết. Nhưng chúng ta tất nhiên nguyên nghĩ là sẽ có. Nhưng mà một cái điều mà chúng ta đặt một câu hỏi là những vũ khí này ai huấn luyện? Vì quân đội Ukraine không biết sử dụng. Vũ khí là một việc, ai sử dụng? Vậy có nghĩa là quân đội Hoa Kỳ phải gửi một nhóm người đến Ukraine để mà huấn luyện cho quân đội Ukraine sử dụng vũ khí này. Vì đây là những vũ khí tiến tân của Hoa Kỳ mà Ukraine chưa tiếp cận. Đó là một cái vấn đề khác. Nguyên sợ cái vấn đề này mà cuối cùng vũ khí sẽ không đến. Nguyên sợ lắm. Nên là trước đưa tin, chưa phan hãy vui. Đến đất nước Ukraine rồi hả tính. Vì Nguyên ngồi suy nghĩ hoài, đúng vậy, ông viện trợ là tốt rồi đó, mà ai biết sử dụng? Ông phải gửi một nhóm quân đội của Hoa Kỳ đến Ukraine để mà chuẩn bị, để mà huấn luyện. Thì nhưng mà ông ta không cho quân đội Hoa Kỳ tham chiến. Thì cái này nó cũng là một cái mâu thuẫn mà mình chưa có biết được họ sẽ giải quyết vấn đề như thế nào. Nguyên đưa tin mà Nguyên cũng muốn cho các quý vị hiểu rõ được sự việc nó ra sao. Đó là từ buổi chiều, đó là cái bản tin mà Nguyên thấy cực kỳ là nóng và một bài diễn văn của Tổng thống Zelensky quá tuyệt vời. Trong đó nó nêu lên rất là nhiều. Phía bên Nga phản ứng như thế nào? Các cô chú và anh chị em, tất nhiên Putin là phải nhảy đông đỏng rồi. Cô chú và anh chị em, Putin là phải tức rồi. Phía bên Nga đặc biệt là đang đe dọa, rồi có dùng những từ khá là thiếu mất lịch sự. Joe Biden dùng cái gì? Tàn bạo nè, tàn nhẫn nè, tội ác chiến tranh nè. Tất nhiên là phía bên Điện Kremlin không hài lòng rồi. Họ có những phản ứng, nhưng Putin thì lại xuất hiện trên đài truyền hình TV của Nga và công bố sau đây. Putin nói rằng là đầu tiên ông ta ca ngợi quân đội Nga đã tuyệt vời. Những hành động chiến lược quân sự của Nga tại đất nước Ukraine đều nằm trong những kế hoạch từ đầu cả. Mọi sự việc đi đúng theo trình tự, không có cái gì sai sót. Và ca ngợi cái sự dũng cảm quân đội của Nga tuyệt vời trong cuộc xâm lược đợt này. Ông ta còn nhắc đi, bây giờ chúng ta đã thấy rõ được những khuôn mặt giả tạo của châu Âu và Hoa Kỳ. Họ đã gỡ mặt nạ xuống, họ đã trừng phạt đất nước chúng ta. Họ là những kẻ đang kỳ thị và lúc nào cũng coi chúng ta là kẻ địch. Và chúng ta bây giờ đã hiểu rõ được khuôn mặt của họ. Đó là nội dung chung chung của Putin ở bên Nga. Cỡ này Nguyên giỏi lắm, tiếng Nga, tiếng Ukraine, tiếng gì cũng biết hết. Yeah. Cha sanh mẹ đẻ rồi đó, tới giờ Nguyên chung có biết tiếng Ukraine đâu. Bây giờ là tiếng Ukraine, tiếng Nga, tiếng gì cũng biết hết. Từ lúc mà làm chiến chính trị Ukraine, Nga là giỏi lắm. Cô chú và anh chị em, thì là đó là cái lời chung chung của Tổng thống Putin phát biểu ở tại đài truyền hình TV của Nga. Nhưng mà thật sự với các cô chú và anh chị em, lời nói của ông ta có đúng vậy hay không? Lời nói của ông có thật sự là cái kế hoạch quân đội của Nga đúng theo đi kế hoạch, mọi sự việc đều trong sự khống chế, mọi sự việc đều ok hay không? Thực tế như thế nào? Cái nhìn cá nhân của Nguyên là không. Vì Nguyên đưa tin mỗi ngày, Nguyên theo dõi quân sự và chiến lược quân sự của Nga mỗi ngày. Những cái hành động bước đi quân đội của Nga, Nguyên thấy mỗi ngày. Họ đã không đi giống như cái kế hoạch từ ban đầu. Quân đội của họ đã bị chậm trễ và bị tổn thất khá nhiều. Có thể là nhiều hơn những gì mà chúng ta nghĩ. Những con số mà phía bên chính quyền Ukraine công bố xê xích không bao nhiêu.
Hiện bây giờ chính quyền Ukraine đã công bố các thiệt hại sinh mạng của quân đội Nga đạt đến 13.500 binh sĩ. Chưa nói tất cả những cái thiết bị mà họ đã thất thoát. Nhưng Putin, cách Putin đang nói hình như là an ủi quân đội Nga để trấn an quân đội Nga nhiều hơn. Mà thôi, vì hiện bây giờ chúng ta thấy rõ được là tất cả những thành phố lớn của Ukraine vẫn trụ được tốt, mà cuộc chiến tranh đã kéo dài hơn 21-22 ngày rồi. Cô chú anh chị em, 21-22 ngày rồi. Thì thực tế là không có những gì mà Putin vừa công bố trước truyền hình TV hồi chiều nay thì hình như nó không đúng theo sự thực tế. Chứng thật luôn. Theo một nguồn tin cho biết, ở Kherson, sân bay ở tại Kherson là cái thành phố hiện bây giờ là do quân đội Nga chiếm lãnh, là cái thành phố lớn duy nhất mà Nga được chiếm lãnh là Kherson. Thì họ đã bị quân đội Ukraine đáp trả bằng pháo kích. Tại sân bay đó sự thiệt hại vô cùng lớn, máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng. Theo vệ tinh chụp cho xuống, bầu trời đen lực lõ lầm, sự thiệt hại không đếm xuể. Chỉ ở tại Kherson thôi là một thành phố họ đã hoàn toàn quản lý và họ cũng bị đáp trả và tấn công. Họ bị du kích đáp trả tấn công, sân bay của họ, máy bay trực thăng của họ bị thiệt hại. Ở tại miền Nam Odessa, hai phi cơ Su-30 của Nga cũng đã bị bắn rơi. Thêm một chiếc Su-34 cũng bị bắn rơi nhiều tỉnh thành khác. Đây là những cái sự mà chính là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng An ninh của Ukraine mới vừa công bố. Đặc biệt là cái thành phố mà hiện bây giờ kêu là Technicky. Thành phố Technicky là một thành phố ở miền Bắc, cô chú anh chị em, ở miền Bắc Kiev. Vừa qua thì quân đội của Nga tấn công vào để họ muốn đi xuống thành phố thủ đô Kiev. Thì theo lời công bố của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì quân đội của Nga thiệt mạng tính không xuể, thiệt hại mất mát vô cùng tận, bởi vì sự kiên cố phòng thủ của cái thủ đô, của cái thành phố Technicky. Thì nó nói chúng ta về chiến sự là quân đội của Nga te tua, nhưng mà Putin vẫn khẳng định là tất cả đều nằm trong kế hoạch. Quân đội của Nga là bị te tua trong 2 ngày gần đây. Hai gần nữa đây là đặc biệt là chứng minh cụ thể cho các quý vị. Nói là sách mắt nó có chứng. Đó. À, давай. Добрый вечер. Добрый вечер вам. Як ты? Здравствуйте. Владимир Александрович, теперь значительно лучше. Я очень рад тебя слышать. Ну, голос живого человека. Спасибо. Спасибо огромное, что не бросили. Спасибо. Мы не прощали. Наши пишут о чем. Мне нужен день-два восстановиться, после этого готов выполнять любую вашу команду, чтобы День Победы наш поступил значительно скорее. И Мелитополь вернулся в украинский флаг, который эти федерации сняли пока у меня не последний. Đây là cái lời đàm thoại giữa Tổng thống Zelensky và với ông thị trưởng, cô chú anh chị em, Mitipol. Một ông thị trưởng đã bị quân đội Nga bắt đã được 5 ngày và đã được quân đội Ukraine giải cứu. Cô chú anh chị em đã được quân đội Ukraine giải cứu lại, có nghĩa là đánh vào để giải cứu ông ta. Cái lời đàm thoại cho Nguyên tạm thời, cái này người ta dịch rồi, Nguyên không cần phải dịch, Nguyên chỉ có đọc thôi. Nói của sự cái đàm thoại của hai người. Tổng thống Zelensky nói như thế này: rất là vui nghe tiếng ông nói chuyện, ông còn sống. Ông thị trưởng đáp trả: cảm ơn nhiều, tôi khỏe nhiều rồi. Cảm ơn ngài đã không bỏ rơi tôi. Cho tôi nghỉ mệt 1-2 ngày và tôi sẽ quay trở lại với sự phục vụ cho đất nước và cho ngài. Đây là chứng thật rõ được là quân đội của Nga yếu kém. Nga đã đánh thắng một thành phố, bắt một thị trưởng, nhốt 5 ngày. Rồi bị quân đội Ukraine, một cái nhóm đặc biệt, đột kích và giải cứu thành công. Các cô chú và anh chị em đột kích giải cứu thành công. Và cái điều trong cái lời phát ngôn này Nguyên rất là thích. Tại vì sao thích cái câu là đầu tiên cái câu ha,
Rất là vui nghe giọng của anh bởi vì anh còn sống. Vì hiện bây giờ đất nước Ukraine người ta không có mất thời gian để mà chào với hỏi. Người ta chỉ cần biết nghe tiếng người thân của mình còn sống hay đã chết. À, của chú anh chị em, còn sống hay đã chết. Và cái câu mà ông thị trưởng ổng nói rất là hay. Ông nói rằng là cảm ơn Ngài không bỏ rơi tôi. Cô chú và anh chị em, có nghĩa là người ta không bỏ rơi vì các vị biết là mình là bị bắt. Thì cái tâm trạng của mình nó như thế nào? Cái tâm trạng của mình nó thực sự là nó tệ. Nhưng khi mình thấy đồng đội của mình dám vào trong cái hang địch để mà đột kích, để cứu mình ra, cô chú anh chị em, cái lòng nó hạnh phúc chỗ nào? Mình không bị bỏ rơi, không ai bỏ rơi mình cả. Cảm ơn Ngài không bỏ rơi tôi và cho tôi nghỉ dài ngày. Tôi lấy sức lại và tôi sẽ quay trở lại phục vụ cho đất nước và phục vụ cho Ngài. Đó là lời phát biểu của thị trưởng Monitipol đã bị bắt 5 ngày. Thì tại sao Nguyên nói với cô chú và anh chị em rằng là chúng ta thấy được là cái quân đội Ukraine là một quân đội anh dũng. Họ yếu kém về số lượng binh sĩ, họ yếu kém về số lượng thiết bị, họ yếu kém nhiều mặt. Nhưng cái sự dũng cảm và anh hùng của họ có. Và nhờ cái sự đoàn kết đó, họ đánh thắng được nhiều trận với cái quân đội mạnh hơn họ gấp 10 lần. Bây giờ nếu cái lô vũ khí của Joe Biden mà đến, thì cái câu chuyện giữa cuộc chiến tranh Ukraine và Nga nó có thể thay đổi dáng cờ. Vì Hoa Kỳ viện trợ vũ khí quả tiễn phòng thủ tiến tân hàng đầu, cô chú và anh chị em, và còn nhiều quốc gia làm tương tự như vậy, thì cuộc chiến tranh này nó sẽ khốc liệt hơn và nó tàn nhẫn hơn nữa. Tất nhiên nó sẽ giúp cho Ukraine cầm cự, nhưng quân đội Nga sẽ tàn nhẫn và vô nhân đạo hơn. Chứng thực bữa nay nhiều bản tin họ vô cùng vô nhân đạo. Thứ nhất, bản tin vô nhân đạo cũng là thành phố Technik, là cái thành phố vừa qua họ bị tấn công hồi chiều, họ bị thất bại ê chề và nhiều binh sĩ của họ đã thiệt mạng. Và cái thành phố này nó chia ra làm hai, một bên là do Nga quản lý, một bên là do Ukraine quản lý. Ukraine chặn cái thành phố này để cho không tấn công ở từ miền Bắc đến thủ đô. Theo một nguồn tin đến đài truyền hình TV của Ukraine công bố, không biết chuyện gì xảy ra khi người dân xếp hàng đi mua bánh mì, hay xin bánh mì, hay được cung cấp bánh mì đúng hơn, thì quân đội của Nga đang có trách nhiệm bảo vệ an toàn đã xả súng vào người dân, làm cho 10 người thiệt mạng. Cô chú và anh chị em, không biết lý do nào, hiện bây giờ nó không có rõ. Cái câu chuyện là gì? Vì cái thành phố này nó chia đôi, một bên là quản lý của Nga, một bên là của Ukraine đang phòng thủ. Thì cái nơi của Nga thì lâu lâu Nga họ hay cung cấp bánh mì lương thực, thì người dân người ta xếp hàng để lấy bánh mì. Thì không biết cái lý do xung đột cái gì không rõ, quân đội của Nga bắn vào trong cái người xếp hàng bánh mì, 10 người đã chết. Đó là một cái hành vi vô nhân đạo, có thể là cái sự tức giận khi binh sĩ của mình chết vì cái sự tấn công bị thất bại và bị có nhiều người tử vong. À, có thể là cái sự trả thù cá nhân, không biết. Đó là một cái vấn đề. Vấn đề thứ hai là thành phố Mariupol, là cái thành phố mà Nguyên nhắc nhở nói rất là nhiều, chia sẻ cùng các quý vị, ở miền Nam. Hiện bây giờ có một sự khủng khiếp, theo nguồn tin của đài BBC công bố cho biết rằng là cái nhà hát lớn nhất ở tại thành phố Mariupol đã bị bom đạn tấn công vào. Và ở dưới đó, người dân ở nhà hát lớn lắm, nhà hát to lắm, người dân người ta núp ở dưới hầm ở đó. Bây giờ cái nhà hát nó đổ nát xuống, bây giờ phải bơi lên để cứu người. Mà không biết người ở dưới có thể chịu đựng được khi người ta bơi lên hay không. 1.000 người, 1.000 đến 1.000, 1.200 người, cô chú và anh chị em. Có nghĩa là Nga đã biết ở dưới này đông người núp, 1.000 mấy người núp ở dưới cái hầm của nhà hát. Họ bắn vào cái nhà hát, bây giờ nhà hát nó đổ nát hết. Bây giờ phải bươi ra.
Để vì ở dưới nó bị kẹt, không có ra được. Cái hầm nằm ở dưới đổ nát mà. Và nếu mà để quá lâu thì sẽ ngợp không khí và sẽ là tử vong. Nguyên đã nói là tử vong không phải vì bom đạn, tử vong vì thiếu cái này, thiếu cái kia. Nên hiện bây giờ họ phải làm khẩn cấp để bươi lên để cứu những người này, 1.000 đến 1.200 người, theo nguồn tin của BBC. Thì các quý vị có thấy rõ được là cuộc chiến tranh này càng đi sâu thì người dân trở thành là cái bị nhắm, chứ không phải là quân đội nữa. Không phải là quân đội, vì quân đội khó bắn họ lắm. Dân dễ bắn, dân dễ bắn. Càng cuộc chiến tranh này càng kéo dài thì cái sự khốc liệt của người dân bị tàn phá càng nhiều. Và nguyên lại trời, thật sự là làm sao cứu được họ ở dưới cái hầm này. Bây giờ hiện bây giờ nó đã đổ nát vì cái nhà nó lớn lắm, cái nhà hát nó lớn lắm, cái nhà hát cổ nó lớn khủng khiếp luôn. Bây giờ nó sập hoàn toàn hết, nó đổ nát hết, bây giờ phải bươi lên để làm sao dỡ ra. Và người ta đang sợ rằng khi lúc mà người ta mở ra được cái nắp để có thể lấy người ra thì không còn người sống nữa. Cái điều đó là cái điều mà người ta đang e ngại vô cùng. Thì các quý vị thấy rõ là cái cuộc chiến tranh này nó càng ngày nó càng khốc liệt và càng ngày cái nhân đạo nó không còn. Vì thù hận, Nguyên đã giải thích rồi. Vì thù hận. Khi các quý vị binh sĩ là anh em của mình đi chiến trường chết, cái tâm lý của mình sẽ suy nghĩ là gì? Là trả thù kẻ địch. Lúc đó đầu tiên con người chúng ta cầm súng còn có lý trí, còn có tình cảm, còn có tình người. Nhưng cuộc chiến tranh càng kéo dài thì cái sự thù hận, cái sự sợ hãi, cái sự hoang mang đó nó không còn tình người nữa. Và chúng ta không khác gì động vật, vì chúng ta chỉ có mong muốn trả thù và trả thù. Và người dân Ukraine cũng vậy. Khi gia đình mình có anh mình chết, vợ mình chết, bắt đầu mình có tâm lý cứ là trả thù. Và phải gặp Nga là phải trả thù. Thì tại sao Nguyên nói chiến tranh là thế? Chiến tranh không có nhân đạo. Và chiến tranh nó chỉ có tạo ra thù hận và chết chóc. Và chúng ta không trách binh sĩ được. Nguyên nói thật sự, Nguyên không trách binh sĩ được. Nguyên trách người lãnh tụ, một nhà chánh trị gia, Nguyên trách Putin. Và người binh sĩ tới giai đoạn nào đó, họ phải bảo vệ sinh mạng của họ. Họ lúc đó sẽ tàn nhẫn và thôi. Chiến tranh là thế. Đó là cái điều mà không bao giờ muốn có chiến tranh. Tại sao yêu hòa bình không yêu chiến tranh? Vì chiến tranh dù người tốt cách mấy cũng trở thành ác quỷ. Vì lúc sinh tồn lúc nào cũng sẽ cầm súng để giết người khác để bảo vệ bản thân của mình cả. Cô chú và anh chị em. Và đây là một cái sự thật đã xảy ra ở tại Mariupol và nhiều nơi khác. Và bây giờ chúng ta đi một bản tin khác cũng khá là hấp dẫn. Bữa nay nhiều tin hay lắm. Bữa nay tin hay mà Nguyên đưa tin thì Nguyên khoái. Đưa tin mà nó không hay thì không có khoái. À đây. Đây là vào lúc 9 giờ mấy. À, đó. Cái khuôn mặt này để Nguyên khỏi bấm vô đây. Đây là cựu tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine. Ông cựu tổng thống này vừa xuất hiện trên phỏng vấn trên đài LCI của đất nước Pháp. Ông ta kêu gọi mời tổng thống Emmanuel Macron đến thủ đô Kiev. Cô chú và anh chị em. Ông ta nói rằng tôi quen biết tổng thống Pháp, tôi cũng có giao tình khá tốt khi tôi còn là tổng thống. Trong một cái bối cảnh đất nước chúng tôi đang cần sự động viên, cũng là một cái sự động viên. Và vừa qua thì các vị đều biết, Nguyên có đưa tin đó, rất là sớm, có thể là sớm hơn tất cả những đài bình thường nữa, là có 3 vị thủ tướng của Ba Lan, của Czech và của Sloven đã đến thủ đô. Bây giờ ông ta kêu gọi tổng thống Pháp. Nguyên không biết là tổng thống Pháp có bạo gan đi hay không, bởi vì tổng thống Pháp hiện bây giờ cũng đang bận rộn vấn đề bầu cử tại Pháp. Có thể ông ta đi đến đây để lấy điểm là rất là tốt. Nhưng ông ta có đủ gan, có đủ dũng cảm bước vào cái nơi bom đạn hay không thì Nguyên không biết. Và cái ông cựu tổng thống Petro Poroshenko này Nguyên rất là thích. Ông nói như thế này: hãy đến giúp đỡ chúng tôi bây giờ. Hãy ngăn chặn sự bành trướng của Putin bây giờ. Nếu không, Putin mà thắng được Ukraine, sĩ khí của họ tăng cao và họ tiếp tục xâm lược tiếp tục.
hãy cùng chúng tôi đến đây cùng chúng tôi. Có thể các quý vị không đến để chiến tranh, nhưng các quý vị có thể đến để cổ vũ chúng tôi. À, tôi kêu gọi tất cả những nhà chính trị gia trên thế giới hãy đến đây cổ vũ chúng tôi. Nếu các quý vị không cầm súng được cùng chúng tôi, hãy đến để cổ vũ chúng tôi. Đây là lời phát ngôn của cựu tổng thống Poroshenko. Ông này nhiều phát ngôn hay lắm. Đợt trước ông ta cũng phát ngôn là đừng có mơ Putin lấy được cái gì trong đất nước chúng ta. Đến đây đi rồi sẽ biết. Ông này cũng ngầu lắm. À, cựu tổng thống. Cái điều Nguyên thích đó là ổng cũng được quyền đi rời khỏi đất nước. Ổng lớn tuổi rồi, nhưng ổng mặc cầm súng, mặc áo, đi xuống đường cùng quân đội mỗi ngày. Ổng trở thành người lính. Bây giờ tại đất nước Ukraine không còn nghề nghiệp nào ngoài nghề lính ra hết. Ai cũng trở thành lính hết. Người nào không trở thành lính thì là lính dự bị, lính thiết bị, những cái lính đang chuẩn bị phục vụ cho người lính. Nó là ai cũng cùng vì đất nước để bảo vệ đất nước. Đây là lời kêu gọi rất là tha thiết Tổng thống Emmanuel Macron. Nguyên không biết là ông Tổng thống của Pháp của Nguyên á, ông có dám bạo gan hay không. Nguyên nghĩ chắc là không. Nguyên nghĩ chắc là không. Nguyên nghĩ là không đâu. Cô chú và anh chị em, tiếc thay không ai kêu gọi Joe Biden hết. Tiếc thay không ai kêu gọi bà Kamala Harris hết, Antony Blinken hết. Đây là cuộc bản tin cũng khá là gây sốc, có thể là khá là gây sốc, làm gây khá là chấn động cô chú và anh chị em. Bởi vì bầu cử ở tại Pháp nó đang bầu cử rất là sôi nổi, rất là sôi nổi, và là có nhiều sự việc nó đang bùng phát xảy ra. Hiện bây giờ tổng thống Pháp mà đi đến Ukraine, ông ta sẽ lấy được điểm, ông ta sẽ lấy được điểm khá tốt. Nhưng xui thì ông ta ngẫm cụ tỏi, thì ông ta không thể nào tranh cử tổng thống được. Vì chúng ta đều biết, cứ ngày nào bom đạn vẫn dổ xuống tất cả những tỉnh thành lớn, ở tỉnh thành lớn. Và một bản tin bất lợi cho đất nước Ukraine, đó là thành phố Odessa, thành phố miền Nam cặp mé biển, một thành phố rất là đẹp ở Odessa. Hiện bây giờ khu trục hạm của Nga đang áp sát và số lượng càng ngày càng đông. Và theo chiến lược quân sự thì có khoảng 1-2 ngày nữa thì thành phố Odessa là trở thành tâm chiến. Nếu các quý vị nào có theo dõi chương trình của Nguyên từ đầu, Nguyên có phân tích chiến lược quân sự là Putin muốn chia đất nước này thành hai. Putin muốn chia đất nước thành hai. Nên đầu tiên Putin phải đánh thắng hết tất cả những tỉnh thành miền Nam. Mariupol là một, Odessa là hai. Sau đó Putin chỉ cần chiếm thủ đô Kharkiv, thủ đô thứ hai, là Putin có thể chia đất nước này làm hai. Cô chú và anh chị em. Và Putin có thể đến lúc đó mới đàm phán. Đến lúc đó mới đàm phán. Và hiện bây giờ người dân ở tại Odessa đang ồ ạt tháo bỏ chạy bằng đường xe lửa. Vì họ biết rằng không bao lâu nữa, sắp tới đây sẽ có sự pháo kích từ bờ biển vào trong đất liền. Đợt này Nga sẽ tấn công bằng đường thủy, thủy binh của chú và anh chị em. Và đây là cái chiến lược của Nga, đúng ra là phải làm từ đầu. Nhưng bởi vì cái thành phố Odessa này đã có ơn với người Nga rất là nhiều, nên là họ còn cầm cự đến ngày hôm nay. Họ đợi đến phi phút cuối. Vì cái thành phố này trong lịch sử đã cưu mang người dân Nga rất là nhiều lần trong cuộc lịch sử, và họ còn do dự đến ngày hôm nay. Và tình hình Putin đã bắt đầu ban lệnh, và khu trục hạm hàng không mẫu hạm của Nga đã kéo ổ xô vào ở đằng xa, đang chuẩn bị một cuộc xung đột sắp tới. Thị trưởng ở tại Odessa, ông ta nói rằng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Người dân Odessa bắt đầu cùng nhau, cô chú anh chị biết làm gì không? Ở bờ biển, xúc cát, bỏ vào bao để làm cái tường, để chuẩn bị. Và chúng tôi nói rằng chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng đón kẻ địch. Phụ nữ, trẻ em, người già, người lớn tuổi bắt đầu di tản vào những thành phố khác để cho chuẩn bị một cuộc chiến tranh sắp sửa đến. Và
Chúng ta giống như là cái gì mà Nguyên nói đó, là những thành phố miền Nam đó, là Putin phải lấy cho bằng được. Những thành phố mà cặp ven biển đó là đối với là chiến lược quân sự của Putin nó vô cùng cần thiết, là một cái biện pháp là mở ra bờ cõi biển cả ở miền Nam châu Âu là vô cùng quan trọng, và chiến lược quân sự nó vô cùng cần thiết. Nếu xâm lược thì Nguyên nghĩ là ai cũng sẽ làm như thế hết, nên là đoán không có khó của chú và anh chị em. Nếu chỉ cần biết về chút xíu về địa lý chính trị thì là mình đoán ngay lập tức là ông ta sẽ đánh vào thành phố nào. Thành phố Mariupol dù tốn kém bao nhiêu tiền bạc, binh sĩ, súng đạn, Nga cũng phải lấy cho được. Và cái tình hình bối cảnh, Nguyên không biết là thành phố Mariupol chịu đựng được bao nhiêu ngày nữa. Với cái bối cảnh và thành phố bây giờ nó bị tiêu hủy, mình phải dùng một câu là bị tiêu hủy, do quân đội Nga đang làm. Còn cái tàn nhẫn kế tiếp mà các quý vị nghe xong rồi các quý vị sẽ nổi điên và tức. Ngày hôm qua, chúng ta đều biết là có khoảng 20.000 người đã rời khỏi được Mariupol. Họ chạy xe, hơn 400 đoàn xe đã chạy khỏi Mariupol, đi về những hướng Tây để mà lánh nạn. Nhưng tiếc thay, dọc đường đi là bị quân Nga pháo kích. Tàn nhẫn không cô chú anh chị em? Cái đường hành lang cho người ta đi đã rồi, đi ra khỏi thành phố rồi, đi qua khỏi thành phố rồi đi tới Zaporizhzhia, thì bắt đầu quân đội Nga lại pháo kích. Số lượng thiệt mạng bây giờ dọc đường không ai đếm, vì cái nơi đó không có người. Nơi đó không có người, cô chú và anh chị em, nơi đó không có người. Chỉ là những người đi thoát, họ là những người nhân chứng. Những người đi thoát được, không bị bom đạn bắn trúng, xe của họ không bắn trúng, thì họ công bố cho chúng ta biết mà thôi. Còn người chết thực tế thì không ai biết bao nhiêu cả. Cái điều đó là cái điều Nguyên thấy thiếu nhân đạo. Cho người ta đi rồi, cho người ta đi từ Mariupol, cái đường nhân đạo đi rồi, đi ra khỏi thành phố Mariupol rồi, đi cách đó gần cả 100 cây số rồi, cô chú và anh chị em, rồi họ lại đứng, họ chặn đường ở chỗ đó, họ thả bom, họ bắn từ xa. Và cái điều đó là cái điều chúng ta thấy được, càng ngày càng cuộc chiến tranh này nó đẫm máu, và càng ngày nếu kéo càng lâu thì cái con số ca tử vong đếm mãi không hết, đếm mãi không hết. Và bây giờ cho Nguyên quay lại cái chủ đề chính, và tòa án quốc tế ra lệnh, vì có nhiều bản tin lắm, bữa nay nếu mà nói bản tin chắc nó tới sáng quá. Nhiều bản tin nó vô cùng ly kỳ và hấp dẫn về vấn đề tòa án quốc tế, Nguyên cũng phải cần phải giải thích, nên là Nguyên để cuối chương trình. Tòa án quốc tế đã được lập năm 1946, hiện bây giờ tòa án quốc tế ở tại Hòa Lan. Sau đệ nhị thế chiến thì người ta lập cái tòa án quốc tế để giải quyết sự xôn đột của quốc gia này quốc gia kia, chứ không phải là cá nhân, cô chú và anh chị em. Và mục đích mà người ta lập cái tòa án quốc tế để tạo ra bớt đi cái xảy ra những sự căng thẳng và hòa bình, để có cái sự hòa bình, bớt đi sự xôn đột. Sau cái sự cầu xin của Tổng thống Zelensky là chúng ta phải đưa lên cái sự tội đồ của Putin với cái sự xâm lược tàn bạo và nhắm vào thường dân, đưa lên tòa án quốc tế. Sau sự điều tra thì hiện bây giờ tòa án quốc tế đã ban ra cái lệnh khẩn cấp. Cái này là cái lệnh khẩn cấp nha, chứ không phải lệnh trừng phạt. Lệnh khẩn cấp kêu gọi quân đội Nga phải rút binh ngay lập tức. Đây là lệnh, chứ không phải là cầu xin. Đây là lệnh, ban lệnh kêu quân đội Nga phải ngừng chiến tranh ngay và lui binh về. Thì chắc là cô chú anh chị em nghe kiểu này thì hơi khó hiểu, vì tại sao Nguyên nói phải mất ít nhất một thời gian để giải thích. Tòa án quốc tế là cái tòa án không phải là quân sự, họ không có quyền lực, là tòa án của Liên Hiệp Quốc. Họ có liên quan đến luật pháp và hiến pháp mà thôi. Và tất cả những quốc gia nằm trong thế giới này đều cam kết tuân theo luật lệ của thế giới. Nếu Nga không tuân theo thì Nga sẽ bị cái gì? Và Nga có nên tuân theo hay không thì Nguyên phải giải thích từng bước một. Từ giây phút này, một trái bom của Nga bắn vào, một trái bom bắn vào trong lãnh thổ của đất nước Ukraine, thì tòa án quốc tế sẽ ghi sổ xuống. Và đây là
Trong tương lai, Nga phải chịu hoàn toàn sự thiệt hại và trách nhiệm sinh mạng người, cả luôn vật chất tàn phá từ giây phút này, từ hồi chiều này. Một trái bom, một trái đạn, một trái gì không biết, một xe tăng tàn phá giết một người dân đều ghi vào trong sách sở và tính sổ với Nga. Cô chú anh chị em, đây là cái lệnh khẩn cấp. Nếu Nga không rút binh, sau đó tòa án quốc tế sẽ kích hoạt cái sự liên minh của thế giới để có những trừng phạt cụ thể sao. Và từ nay sắp tới, Nga sẽ lội vào trong cuộc chơi tòa án quốc tế. Nga không còn có quyền lời gì nói trong tất cả những cái gì của quốc tế nữa. Và Nga sẽ bị lội, không còn được cái nhu cầu, cũng không còn ở một cái tiếng nói với bất cứ một ai. Vì anh đã không còn chơi trong cái lực lệ này nữa. Cũng giống như đá banh vậy đó, anh bị thẻ đỏ là anh không vào chơi được nữa. Nên Putin bây giờ cũng phải nhức đầu. Nếu bây giờ không khác chỉ là Putin đã đối đầu với cả thế giới. Và Putin vẫn ngoan cố thì người ta vẫn tính sổ. Và khi một ngày nào đó quân đội Nga thất thủ, thì những cái số nợ nần này dân tộc Nga phải trả. Dân tộc Nga phải trả cả vốn lẫn lời. Vì tòa án quốc tế đã ban lệnh ngừng chiến. Trong lịch sử chứng minh thì tòa án quốc tế ban lệnh lúc nào người ta cũng tuân lời hết. Chưa có ai dám cãi lời hết. Từ lúc tòa án quốc tế đã lập đến giờ, những sự tranh chấp của quốc gia này, quốc gia kia đều được sự tòa án quốc tế ban lệnh đều có tuân theo cả. Đợt này chúng ta không biết Putin có tuân theo hay không thì hoàn toàn không ai biết được. Cô chú và anh chị em, Putin có tiếp tục cuộc chiến tranh đẫm máu ở tại Ukraine hay không thì không ai biết được. Nhưng Putin đem dân tộc của ông ta đưa lên một cái bàn cân và dân tộc Nga phải trả giá đắt đỏ cho thời gian sắp tới. Vì trước sau gì cuộc chiến tranh này nó là kéo dài và không có nghĩa là ông ta nắm quyền mãi mãi. Đất nước Nga lúc nào đó thì ông ta cũng phải ngẫm cụ tỏi và ông ta chết, đúng không? Và khi đất nước Nga thất thế thì cái giá tiền, những cái sự thiệt hại của này vẫn mãi mãi đất nước Nga phải trả. Và nó nặng nề vô cùng tận, cả sinh mạng người và cả luôn thiệt hại của tài sản. Nên Putin phải suy nghĩ đắn đo tỉ mỉ. Có thể ông ta bất cần, ông ta bất cần. Và ông ta bắt đầu không cần thiết gì nữa. Chuyện đó là chuyện sau, con cháu của tao, người dân của tao chịu chứ tao không chịu, tao chết rồi là hết. Hay là ông ta phải suy nghĩ một cái vấn đề khác. Cô chú anh chị em, đó là một cái vấn đề mà hiện bây giờ thì cũng là một tranh cãi, mà cá nhân của Nguyên thì là Putin không tuân. Cá nhân của Nguyên là Putin sẽ không tuân theo. Theo cái nhìn của Nguyên là Putin không, Nguyên không biết được, Nguyên không phải là Putin. Nhưng thấy cái hành động của Putin thì Nguyên không thấy là Putin sẽ tuân theo tòa án của quốc tế. Nhưng cái vấn đề đó nó không có sao. Vấn đề nếu mà Putin không tuân thì Putin phải trả giá đắt. Putin phải trả giá đắt. Và Putin đã không còn nằm trong cái trò chơi của thế giới nữa. Putin sẽ hoàn toàn bị cô lập. Và Putin, chính bản thân của Putin cũng sẽ không đi được đâu cả. Putin sẽ bị truy nã. Truy nã. Putin cũng không ló đầu đi đâu được. Putin cứ giống như sẽ bị truy nã khắp nơi trên thế giới. Và Putin phải sống trong sự đe dọa mỗi ngày. Và đất nước Nga sẽ bị cô lập hoàn toàn và bị trừng phạt càng ngày càng nặng nề hơn thôi. Và cái đây là một cái sự việc nó đang cần thiết. Thì Nguyên nói là hiện bây giờ chưa bao giờ Nguyên thấy tòa án quốc tế đã ban lệnh khẩn cấp như thế. Còn lệnh trừng phạt thì chờ sau. Họ coi cái bản khẩn cấp như thế nào cả. Và đó là cái lần, cũng là lần đầu tiên. Thì Nguyên đã từng tâm tình với các quý vị rằng là cuộc chiến tranh này là một cuộc chiến tranh lịch sử. Cái ngày 24 tây tháng 2 đó là một cái dấu chấm lịch sử. Và nó sẽ ghi đậm sâu vào trong trái tim chúng ta. Chúng ta là những người nhân chứng đang sống trong lịch sử. Tại sao người Việt Nam chúng ta bận tâm? Vì chúng ta đã thấy rõ được cái sự ảnh hưởng kinh tế của chúng ta càng ngày càng nặng nề. Đặc biệt là nghề đánh cá các quý vị ạ. Nghề đánh cá bây giờ là khỏi đi ra ngoài đánh cá luôn. Săn mắc quá, đánh nó có lời. Treo tàu để đó thôi. Và tiếp tục nó còn ảnh hưởng nhiều lớn lắm. Rồi mai mốt này cuộc chiến tranh nó sẽ kéo dài với mâu thuẫn. Bây giờ Ukraine có đầy viện trợ vũ khí. Cái giá mà Nga phải trả
và thế giới trả cho sự điên cuồng của Putin thật sự là mệt mỏi. Vì chỉ có một người thôi mà cả thế giới này nó phải gớt vào trong một cái giai đoạn nguy kịch, phải nói một câu nguy kịch. Có thể cũng là một cái giai đoạn để cho chúng ta, nhân loại chúng ta nhận thức được là chiến tranh là một sự tàn khốc và chúng ta không biết cách bảo vệ nó tốt đẹp. Hiện bây giờ cái tình hình và cái bối cảnh tòa án quốc tế nó ban lệnh như thế này, thì mình mong rằng là Putin suy nghĩ lại và nhận xét. Nhưng mà đối cái nhìn của Nguyên khẳng định thêm một lần nữa là Putin không. Cuộc chiến tranh này nó còn sẽ đẫm máu và đổ máu, và nó sẽ còn nhiều người chết chóc hơn, và càng ngày nó càng tàn nhẫn vì vũ khí càng ngày càng tiến thân. Khi Nga bị thiệt hại càng nhiều, Nga bắn hết quả tiễn bình thường thì Nga sẽ dùng tới vũ khí sinh học. Dùng hết vũ khí sinh học hết rồi thì Nga sẽ dùng vũ khí hạt nhân. Vậy thôi. Vì đâu có quả tiễn bắn hoài được, một hồi nó hết. Theo thống kê cho biết, Nga đã bắn hơn 1.000 trái quả tiễn rồi. Một giai đoạn nào đó thì quả tiễn nó cũng hết thôi. Quả tiễn không thể nào sản xuất kịp để cho quân đội Nga bắn hết. Một giai đoạn nào đó nó cũng hết. Rồi hết cái này nó sẽ sử dụng cái khác. Mà mình ơn đất nước Nga không thể đối đầu với cái sự viện trợ cả thế giới được. Mỹ viện trợ, Pháp viện trợ, Đức viện trợ, Ba Lan, Italy, Canada, Úc Châu, Phần Lan, Nhật Bản. Và Nga cuối cùng cũng phải cạn kiệt. Hết cạn kiệt vũ khí bình thường thì sẽ dùng hàng nặng ga mà chơi. Và bi kịch nó sẽ đến giai đoạn đó. Nếu chúng ta không có một biện pháp giải quyết. Và cho Nguyên cập nhật một bản tin cuối cùng rồi chúng ta sẽ tạm biệt. Đó là trên tờ báo Finanztam, gọi là tờ báo kinh tế, kinh doanh, mình có thể nói dịch tạm thời là gì. Thì họ nói là tuy rằng cái sự đàm phán giữa Ukraine và Nga đã có xảy ra những sự mâu thuẫn, tranh chấp, không được đồng thuận cả hai bên. Nhưng cái nguồn tin bí mật của họ, Nguyên ghét cái tin mà bí mật lắm, Nguyên đưa tin mà bắt buộc phải đưa thôi. Những nguồn tin bí mật của họ thì hình như hai nước này đã có được một cái sự giao kết nào đó và họ đã tìm được một biện pháp giải quyết. Và họ sẽ giải quyết trong những ngày gần đây mà thôi. Đó là nguồn tin của Finanztam. Nhưng mà nó thật sự với các quý vị, những nguồn tin như vậy mà Nguyên không có tin. Những cái nguồn tin mà giấu mặt, giấu tai, giấu chân, giấu đầu là Nguyên không tin. Nên là Nguyên lấy tin là Nguyên lấy tin trực tiếp, phóng sự có hình, có ảnh của Tổng thống Zelensky hay có người này người kia là Nguyên mới đưa. Nhưng là bởi vì chúng ta đang cần một cái sự hòa bình, đây là Nguyên mới đưa thôi. Vì chúng ta đang cần một sự hòa bình, vì chúng ta không còn đường nào cả. Vì hiện bây giờ ngoại giao đã bế tắc. Chỉ có ngày hôm nay có một chuyện lạ kỳ là Tòa Bạch Ốc với Điện Kremlin đã đàm thoại lẫn nhau. Sau 20 mấy ngày chiến tranh thì họ không nói một câu nào hết, hai bên không thể nói chuyện được. Đây sau cái lời phát biểu của Tổng thống Zelensky thì Tòa Bạch Ốc và Điện Kremlin đã nói chuyện với nhau. Họ nói với nhau cái gì thì chúng ta hoàn toàn không biết vì họ không công bố, cô chú anh chị em. Và cái điều đó cũng có thể là chúng ta mong là cái sự việc có biện pháp nào đó giải quyết vấn đề hòa bình. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em, các bạn cùng Nguyên. Cảm ơn tất cả các quý vị nào ở tại châu Âu thức khuya cùng Nguyên để mà theo dõi chương trình. Cảm ơn các quý vị ở nhiều quốc gia khác lúc nào cũng đồng hành cùng Nguyên về chiến sự. Và Nguyên cũng cố gắng đem những bản tin mới nhất, gần nhất và phiên dịch những ngôn từ của nhiều quốc gia chính xác nhất cho các quý vị nắm rõ được tất cả tình hình chiến sự ở tại Ukraine. Và cho Nguyên tạm biệt ở đây. Nguyên sẽ hẹn lại vào lúc 1 giờ trưa giờ của châu Âu trong cái kênh Thời sự Biển Đông. Tất nhiên là chúng ta tiếp tục về vấn đề chiến sự. Cho Nguyên hẹn lại các quý vị và Nguyên gặp sau nha. Bye bye.